vực phí điện tử trong năm 2018 và 2019, VinGroup tạo ra nhiều bước chuyển mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghệ như smartphone, xe hơi, xe điện hay trí tuệ nhân tạo. Mới đây nhất, ông lớn này tiếp tục bước chân vào lĩnh vực thanh toán điện tử. Theo đó, vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, Công ty Cổ phần VinID Pay, công ty con của VinGroup, đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi văn bản số 89 về việc cấp giấy phép hoạt động cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian tại Việt Nam. Cụ thể, Dịch vụ thanh toán trung gian được đề cập ở trên chính là dịch vụ ví điện tử. Công ty cổ phần VinID Pay có tiền thân là công ty cổ phần PeopleCare, đơn vị sở hữu trực tiếp ví điện tử Manpay thành lập. Công ty cổ phần PeopleCare được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào tháng 3 năm 2018. Tháng 5 năm 2019, PeopleCare đã được Vingroup mua lại và VinID trở thành nhà đại diện. Đồng thời, tất cả nhân sự của PeopleCare cũng được thay mới hoàn toàn. Các vị trí chủ chốt tại đây cũng là nhân sự từ VinID. Với sự tham gia của mình, VinGroup hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn trong một thị trường vốn đã có rất nhiều đối thủ lớn như Epay, ViettelPay, ZaloPay. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ được đẩy mạnh lên một tầm cao mới trong tương lai.